Mình là Mết Bình Dương, xin kính chào quý cô chú quý anh chị đang xem trên kênh YouTube Bình Dương ha. Hiện tại thì chị Ngân, chị Hương với anh Ngọc, anh Phương thì đang bấm điện thoại. Chắc là anh Phương sẽ lọc sen sau. Hiện tại thì bà con đang lọc sen nha, anh Phương bên kia lọc sen luôn đi anh. Đó. Mình lọc sen vậy. Đúng rồi. Mình lọc sen vậy, cái thứ nhất là đẹp nè. Cái thứ hai nữa thì cũng đẹp luôn. Để em để cái điện thoại ở đây. Mình phải thanh khiết đúng không? Nè, đầu tiên là chúng ta sẽ lột nha nè. Rồi, nói chung là nhìn thấy cái màu hồng mà đẹp đúng không anh Minh? Ủa, mình giúp cho nó nở luôn hả? Nó rụng luôn rồi kìa. Thôi thôi, anh đừng cho nó nở nữa. Nó tự nở đi chứ anh giúp cho nó nở là nó rụng luôn á. Rồi, rồi còn có cái vòi sen không ạ? À? Thì chỉ cười lộn luôn vậy. Cái này là mình thôi cái một hai bông chị Lon mà thấy chắc vui lắm hả? Bé Lùng lên rồi, bé Lùng vô lọc sen luôn đi bé Lùng. Đúng rồi, lọc là phải lọc vậy nè. Đâu? Lọc là phải à, lọc thành, thành quả của anh Di Minh lọc sen xong rồi thấy được cái nhị sen luôn. À, chị anh ơi, chị có coi cái gì không cả. Đó, lột nữa hả? Chị Hao nó đẩy nó ở chính giữa không anh? Chết rồi, cái này sao nó bị gì luôn nè. Ờ, vậy là được nhất ba tam á, cái này tôi gọi là nhất ba. Cái này là bị hư rồi. Đó, nhà nè, nó heo queo rồi nè. Bây giờ nước mình lấy chưa? Chưa, rồi, nó đây nè. Cái này nó hư rồi. À, cái này á, nè. Cái này người ta gọi là gì ta, dòi sen đúng không? Cái này gọi gì? Đúng nha, đúng nha. Này là nó lên YouTube nè, nói sai là bà con. Cái này là dòi sen đúng không chị? Bên trong dòi sen là có hạt sen chứ. Hạt sen bên trong hạt sen nó mới có nhị sen. Bên trong nhị sen là có gì ta? Có ai đi chung với mình vui không? Vậy đi đâu anh? Đi. Dạ anh em, hai anh em mình đi. Rồi. Dạ anh Ngọc anh đi, em đi. Dạ, dạ anh đi với ai anh Minh? Thôi giờ dạ, thôi anh chở đi, em làm caramel cho anh. Bây giờ mình tắt, anh nào mình tắt đi, mình tới chỗ mình không quay được chứ. Dạ yeah, được mà, chạy ra đường luôn. Ok em để đi anh tắt. Vậy em thôi anh tắt, em cũng tắt. Rồi thôi giờ để hai chồng anh Ngọc đi nha. Đừng rửa được. À, em không có nghe được câu rồi chưa? À, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen thêm cái nhị màu vàng. À, nhị màu vàng bông trắng thì lá màu xanh. À, lá xanh bông trắng lại chen thêm cái nhị màu vàng. Ok, bây giờ mình sẽ cắm sen theo phương pháp hiện đại nhất hiện nay, đó chính là cắm vô bình. Đó. Rồi.
nó pháp luật giải quyết. Mình YouTuber tại mộ không có nên giải quyết mấy cái trường hợp. Đó đẹp rồi à. Làm chỉ cột là nó không có nở được đâu. Đừng có cột, cột nó không có nở. Thấy chưa, mấy đây rụng thêm lá sen nè. Vậy đừng có cột, chỉ cột nó không có nở rồi, nó rụng thêm bông nữa rồi. Tại vì mà bà chị mà kia bà gì à, bà chị Lon. Trời ơi gì chị, khỏi cột đi. Đúng rồi, giờ này ai cột nữa, cột sao mà người ta ra được cái bông được, ta nở được cho nó đẹp được. Biết đâu mà lột qua lát nở thôi ta. Mà đàn đàn gì, đàn sen hay đàn sen? Cái bông, cái này bông. Tặng chị cái bông sen. Thành xong cái bông sen thử cái phước rất luôn. Không lấy đâu, không lấy, lấy lại. Đó. Sen là phải có tim sen, lá sen mới đẹp. Phải có lá sen ha. Kim cương lá sen. Tao hát gì chị? Lấy cái nhị, lấy cái nhị ra. Cái nhị ra được mà. Để lại cái đàn sen thôi. Đó, vậy nó đẹp mà. Đúng không chị? Ừ, có nét đẹp riêng. Không còn màu hồng. Nó thì cái nào rụi thì cho nó rụi đi. Cái nào rụi thì cho nó rụi. Tụi mình làm hồi là nó còn cái nhị này không là chứ không gì. Hai giờ mình cho nó còn màu vàng không đi. Màu vàng thì chỉ cắm được mình thôi. Thì cũng được rồi. Thiệt mà cái nó cũng có nét đẹp riêng chứ bộ. Trời nắng quá, ôm đi chỗ khác nha. Cái đó rụi rồi, cho rụi luôn đi. Rồi, hai siêu mẫu cắm sen vừa xong. Đẹp quá. Cũng có nét đẹp riêng lẻ. Rồi đến đây thì 15 hết, Bình Dương xin phép là kết lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết Bình Dương ha. Giờ xin chào và hẹn gặp lại.